Xin chào các bạn, hôm nay mình quay cho các bạn xem vườn hoa hướng dương nhà mình. Thời gian vừa rồi mình trồng đây các bạn ơi. Hoa hướng dương đợt này mình trồng thì nó không đẹp bằng đợt trước, do cái thời gian vừa rồi mình trồng nó bị mưa. Và cái thời gian lúc này cái cây hoa hướng dương từ lúc mình trồng đến bây giờ đang có hoa như này, nó mới rơi vào khoảng độ 35 ngày thôi các bạn ạ. 35 ngày các bạn có tin không? Đấy. Vì chăm sóc nó đói ăn thì cây hoa hướng dương nó sẽ không được mập mạp và nó sẽ sớm ra hoa. Đây như những cây thì hoa hướng dương đây nó chưa được cao các bạn ạ. Nếu mà mình chăm sóc tốt ý, cái thời gian nó phải đầm 55 đến 60 ngày. Trong thời gian vừa rồi do mưa cây nó phát triển hơi bị gầy, nó không được mập và cái thời gian nó ra hoa cũng rất là sớm. Do vậy là cái hoa hướng dương của mình nó chỉ đạt cái chiều cao nó rơi khoảng độ 1m2 trở lại thôi các bạn. Nói chung là như thế này là cũng đủ cái tiêu chuẩn để cắt cành cung cấp ra ngoài thị trường, nhưng mà nói chung để mà được cái bông hoa loại 1 thì cần phải cây phải mập thêm một chút nữa và bông hoa phải to thêm một chút nữa các bạn ạ. Với cái thời tiết nó mưa gió nhiều ngày nên là cái cây nó không phát triển được đẹp, nhưng mà hoa cũng rất là ok các bạn ạ. Những bông hoa đây là cũng rất là đẹp, chứ không phải là không đẹp, nhưng mà nó không được là hoa loại 1 thôi các bạn ạ. Hoa này thì bán ở thị trường thì rất dễ các bạn ạ. Mùa hè nếu mà chúng ta trồng hoa thì các bạn chọn cái hoa hướng dương này này, cái thời gian sinh trưởng nó rất là ngắn, chúng ta có thể quay vòng rất là nhanh. Đấy, khu bên này thì nó hơi xấu hơn một chút các bạn ạ. Hoa hướng dương này thì mình trồng rất là nhàn, không cần phải thuốc sâu, không cần phải chăm sóc nhiều. Đấy, nhìn những cái bông hoa lở nát nữa thì mình sẽ cắt hết các bạn ạ. Mình sẽ cắt hết. Thực ra để lở như này là nó hơi bị to rồi. Đúng ra là nó chỉ chúm chím như này thì mình cắt này các bạn này, lở như này là to rồi, nhưng mà nát nữa thì mình sẽ cắt hết. Do số lượng mình không có nhiều nên mình phải gom nó nhiều nhiều vào thì bắt đầu mình mới cắt, mình cắt một loạt mình bán buôn chợ đầu mối các bạn ạ. Nên là cần phải có cái số lượng nó phải nhiều nhiều một chút thì mới đủ chuyến. Đấy, quay ngược lại cho các bạn xem này, nhìn có cái luống này là tốt nhất các bạn, còn những cái luống bên này thì nó xấu hơn, cây nó hơi nhỏ nhưng mà vẫn ok các bạn. Thời điểm này thì miền Bắc thì đang thiếu hoa trầm trọng, hầu như là các loại hoa phải lấy từ trong Đà Lạt ra thì mới đủ cung cấp cho miền Bắc lúc này. Có hoa hướng dương bán lúc này cũng rất là tốt, cũng là thị trường để mà tiêu thụ hoa về cái mùa này nó rất là dễ các bạn ạ. Bởi vì miền Bắc lúc này các loại hoa là không có nhiều, nên là mình mà trồng vào những cái lúc mà nó khan hiếm hoa thì cái hoa của chúng ta sẽ đem lại cái lợi nhuận nó cao hơn, nhất là vào ngày lễ ngày Tết thì cái bông hoa này bán rất là được giá các bạn. Bên mình cung cấp cả giống các bạn nhé, bạn nào có nhu cầu mua giống thì liên hệ với mình, giống Nhật Bản cắt cành bảo hành cho các bạn tỷ lệ lấy mầm 98%. Giống thì mình sẽ bán theo gói, gói của nhà sản xuất, người ta sản xuất là 1.000 hạt, nên là trong khi bán giống là mình cũng bán nguyên cả một gói, có bảo hành tỷ lệ nảy mầm cho các bạn và bảo hành mặt hoa cho các bạn, như là hoa mình đang quay đây rất là đẹp các bạn. Bên này thì cây nó hơi gầy thêm một chút vì cái đất này lúc mình trồng mình cũng không có trộn phân gì đâu các bạn. Bữa trước là cái thời gian nó mưa nhiều thì mình đậy ly lông lên xong là mình cứ thế là mình trồng thôi chứ không có trộn phân, còn nếu mà trộn phân thì nó sẽ rất là tốt. Do là mình không trộn phân, trồng đất không các bạn. Nhưng khu này cái hoa hướng dương nó phát triển rất là nhanh, thời gian nó ra hoa từ lúc trồng đến ra hoa thì nó chỉ rơi vào tầm độ 35 đến 45 ngày thôi. Còn đối với mùa đông thì nó sẽ rơi vào tầm 60 ngày, nếu mà lạnh quá thì sẽ rơi vào tầm độ 65 ngày, còn thông thường là nó sẽ rơi vào tầm 55 ngày. Nếu mà chúng ta chăm tốt thì cái cây nó sẽ rất là to. Luống này là của mình rộng trên 1 mét, thì mình trồng 3 hàng, cây cách cây là 40 cm, hàng cách hàng là 40 cm. Khi trồng thì các bạn trộn phân luôn vào trong đất này này, sau đó các bạn trồng. Hạt này thì các bạn dùng cái khay các bạn ươm vào cây nó tốt khoảng độ bằng 3 đốt ngón tay thì các bạn phải trồng ngay. Các bạn đừng để tốt hàng gang mới trồng, tốt hàng gang mới trồng thì nó rất là nhanh đóng nụ. Đấy, mình đợt này trồng có mấy luống thôi các bạn. Bây giờ mình sẽ quay cái chỗ tốt nhất ở vườn mình cho các bạn xem.
Đây là cái chỗ tốt nhất đây các bạn này. Đấy, như thế này là đạt tiêu chuẩn là loại 1 các bạn này. Cây cao khoảng độ 1m3, 1m4 trở lên là quá ok các bạn. Đấy, như những cái cây cao này các bạn nhìn này, lụ nó vẫn chưa lở đâu. Cây thì nó không được mập cho lắm, nhưng mà nói chung là mập quá thì cũng vận chuyển nó chết lặng thôi các bạn. Cứ như thế này là đạt tiêu chuẩn loại 1 này các bạn. Như thế này mình làm là rất là đạt. Mà thời gian có 35 ngày, 36 ngày thôi các bạn. Hôm nay mình tính vào độ 35, 36 ngày thôi. Rất là nhanh, từ cái lúc mà mình trồng cho đến bây giờ. Trừ mấy cái ngày mình ươm bầu đi thì nó cũng chỉ rơi vào 40 ngày thôi các bạn. Tính từ cái lúc mình ươm cái hạt để cho lên cây thì mình ươm khoảng độ 5 ngày, 5, 6 ngày thì bắt đầu mình trồng. Thì nó cũng rơi vào khoảng độ 40 ngày, hơn 40 ngày một chút là chúng ta đã có một cái nữ hoa hướng dương rồi. Hoa thì hoa hướng dương này là cái thời gian rất là ngắn sau cái hoa tulip. Tulip thì 30 ngày, nhưng mà hướng dương này là cứ từ 40-45 ngày trở lên là nó sẽ cho ra thu hoạch hoa. Nếu chúng ta chăm sóc bình thường thì nó sẽ rơi vào tầm 40 ngày thì cây nó sẽ xấu xấu như thế này. Đấy, nhìn cây hoa rất là đẹp các bạn ạ. Hôm nay nó có một chút mưa, cái bông hoa đang rất là đẹp. Hoa hướng dương khi thu hoạch thì chúng ta không nên thu hoạch to như này. Các bạn thu hoạch ở cái độ tuổi như này này. Đấy, những cái bông mình đang cầm tay này. Hoặc là nó đang ở cái độ tuổi như này thì các bạn thu hoạch đây này. Đấy. Các bạn cắt cành thì khi chúng ta vận chuyển đi nó rất là dễ dàng. Còn mình đây thì như mình đã nói rồi là mình có ít thì mình phải để cho nó nở nhiều nhiều cái thì mình đi một chuyến xe nó mới bõ các bạn. Nếu mà trồng một vườn như này để cho nó nở đồng loạt, sau đó chúng ta bán vé cho khách tham quan, nói chung là rất ok. Các bạn làm cái mô hình cà phê vườn hoặc là những cái khu vực check in chụp ảnh thì các bạn trồng những cái loại hoa hướng dương cho nó nở, sau đó chúng ta bán vé cho khách tham quan rất là tuyệt vời. Video của mình đến đây là hết. Nếu các bạn thấy hay cho mình một like, một đăng ký kênh và nhớ chuông thông báo để đón xem những cái video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video.